là cô gái hay mộng mơ. Người đã khiến tôi thẫn thờ. Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Yêu em từ lâu em biết chưa. Bây giờ tôi sẽ đem một cái mặt đứng vào. Để đem mặt đứng vào trong một elevator. Tôi chọn mặt đứng, đứng sau. Từ mặt đứng sau, tôi mới duplicate nó là. Tôi chọn duplicate with detailing. Xuất hiện mặt đứng sau, copy. Tôi mới rename lại. Tôi đặt tên nó là mặt đứng. Chụp 1, 3. Đó. Bây giờ tôi cũng sẽ đem nó qua cái thư mục hồ sơ. Đem qua thư mục hồ sơ. Trong property, tôi mở cái mũi tên ra. Các bạn thấy trong cái elevation lại không có hồ sơ. Bởi vì sao vậy? Hồi nãy chúng ta duplicate cái thư mục hồ sơ là cho floor plan. Cái elevation thì nó quản lý một cái carry khác. Cho nên chúng ta cũng có hồ sơ trong mặt đứng, thì các bạn click edit type và tiếp tục các bạn duplicate lên. Các bạn đặt tên nó là hồ sơ. Rồi các bạn ok. Ok. Các bạn thấy xuất hiện cái elevation hồ sơ đây. Nó tương tự như elevation floor plan này. Thì giai đoạn đầu các bạn sẽ thấy nó xuất hiện nhiều cái thư mục này, mình khó quản lý nha. Nhưng giai đoạn này chúng ta chỉ có thể quản lý tới mức độ này thôi. Chúng ta chưa thể nào đủ sức để chúng ta sắp xếp toàn bộ cái project browser này theo ý chúng ta được nha. Từ từ chúng ta sẽ đụng tới cái phần view template sau. Tương tự mặt đứng north là mặt đứng hướng bắc, tôi cũng duplicate nó và tôi sửa tên nó lại thành là mặt đứng trục 31. Tôi cũng sẽ đem nó vào hồ sơ. Tôi mở mũi tên ra, tôi chọn nó là hồ sơ. Các bạn thấy nó nhảy qua bên hồ sơ đây. Sau đó tôi trở về cái sheet. Tôi mới kéo cái mặt đứng trục 13 vào trong sheet. Đây. Sau khi kéo nó vào xong, tôi cũng chui vào nó để tôi dọn dẹp lại. Các bạn thấy cái rig của mình nó đang cái purple quay lên trên thế này. Thì kiểu á, bubble của Việt Nam á là quay xuống dưới chân. Cho nên tôi click vào edit type. Trong đây các bạn thấy cái mục là non plan view symbol. Tôi mới mở mũi tên ra. Tôi chọn là bottom. Tôi mới ok. Các bạn thấy cái bong bóng của rig nó quay xuống bên dưới. Tôi mới nắm kéo nó dài ra. À, cho nó đẹp. Việc tiếp theo tôi mới nắm kéo cái level ra. Các bạn thấy xuất hiện rất là nhiều level chồng lên nhau đây như thế này. Cái lý do level chồng lên nhau thế này á là do cái file kết cấu và file MI nó cũng có level. Vậy thì chúng ta không xóa nó được, mà chúng ta chỉ đi ẩn nó thôi. Để đi ẩn nó thì các bạn vào cái công cụ VG. Trong tab view có cái công cụ là Visibility Graphic Override. Công cụ này sau này tôi sẽ gọi là VG. Tại vì đọc cái từ này nó dài quá, nó lẹo lưỡi. Cho nên các bạn click vào VG. Trong VG các bạn sẽ click vào Panel Revit Link này. Ở đây chúng ta thấy có hai cái file của nước và kết cấu này. Tôi mới click vào file của nước. Tôi click vào BIOS View. Trong BIOS View này tôi cũng check vào Custom để nó mở khóa ra. Trong panel Annotate Carry, tôi cũng chọn nó là Custom để nó mở khóa ra. Sau đó tôi click vào một dòng bất kỳ và tôi đánh chữ L. Các bạn thấy nó nhảy về chỗ khu vực giữ level đây. Tôi bỏ check nó đi. Khi mình bỏ check ở đây thì lập tức nó sẽ ẩn đi ở trong view, nó sẽ không thấy ở trong view. Cái này chúng ta đã nói ở phần trước rồi. Các bạn ok. Ok. Các bạn thấy
mình mất một level rồi nhưng mà vẫn còn cái level của kết cấu ở đây. Tương tự, tôi cũng vào VG lại. Tôi vào Revit Link và tôi click chọn cái file kết cấu. Tôi click vào By Hot View. Cũng click vào Custom, click qua Panel Annotation Carry. Tôi chọn là Custom. Click một dòng bất kỳ, đánh key L, xuất hiện level, bỏ check nó đi. Tôi nói OK, OK. Các bạn thấy chỉ còn cái level của kiến trúc này thôi. Việc của chúng ta là tiếp tục cắt cái mặt bằng này đi. Tôi mới click vào Show Grab Region. Tôi cắt về cái khu vực mà mình muốn. Chẳng hạn như tôi muốn ở đây thôi. Sau đó thứ hai Grab Region đi. Bây giờ chúng ta sẽ đo kích thước của nó. Cắt ngắn một tí. Tôi sẽ đi đo kích thước của nó. Tôi mới dùng công cụ là Align Dimension. Tôi cũng đo kích thước tổng trước. Sau đó tôi đo kích thước trục xong. Ở đây các bạn thấy nó cũng có một cái khoảng hít như thế. Và cái khoảng hít này Revit nó giúp chúng ta kiểm soát được khoảng cách giữa hai cái dimension. Tương tự tôi đo kích thước ở chiều cao. Tôi sketch hết lần. Thông thường cái mặt đứng thì chúng ta sẽ nhấn cái chân nó cho đậm. Cho nên tôi vào panel Annotate. Các bạn sẽ thấy cái công cụ là Region. Các bạn mở cái tên ra. Các bạn chọn nó là Fill Region. Các bạn click vào Fill Region. Sau đó tôi sẽ chọn cái công cụ là Rectangle, là hình chữ nhật. Để tôi vẽ cho nó nhanh. Trong Property, các bạn đổi nó thành cái loại nó là Solid Black. Solid là đặc và black là đen, là cái dùng tô đặc màu đen. Tôi mới vẽ một cái hình chữ nhật ở đây. Rồi. Sau khi vẽ một cái hình chữ nhật ở đây xong, tôi click Finish. Và tôi bỏ chọn. Các bạn thấy mình tô đen cái chân của công trình cho nó đẹp. Bây giờ tôi thoát ra bên ngoài. Tôi cũng dời nó về cái vị trí mà tôi muốn. Sau đó tôi dời cái tab của nó. Và tôi cũng nắm kéo cái đuôi của nó cho nó ngắn lại. Đây là mặt đứng trục 1-3. Tương tự, tôi cũng đem mặt đứng trục 3-1 vào. Tôi đem nó vào đây. Thì để canh cho hai cái mặt đứng này ngang nhau, tôi cũng click chọn nó và tôi dùng lệnh Move. Tôi Move cho hai cái level nó bằng nhau. Rồi tôi mới dùng mũi tên trên bàn phím tôi đẩy nó ngang qua. Đấy. Bây giờ tôi chui vào cái mặt đứng trục 3-1 này. Tôi cũng cắt nó trước. À, tôi cũng hai grab region để cho không thấy cái đường cắt nữa. Sau đó tôi cũng tô đặt cái chân cho nó. Tôi chọn fill region, vẫn chọn là solid black và chọn là rectangle. À, tôi tô cái chân cho nó. À, tôi finish chân màu đen. Tiếp tục tôi đo kích thước cho nó. À, nó gần quá thì mình nắm kéo nó ra. Tôi chọn hai cái này và tôi dùng mũi tên trên bàn phím để tôi dời nó xuống. Này. Trong đây, ở vị trí này các bạn thấy chúng ta có bị nhiều level nó chồng lên nhau, giống y chang như trường hợp hồi nãy. Cho nên tôi cũng vào VG. Và tôi vào panel Revit Link. Tôi cũng chọn By Hot View Custom. Custom Level. Tương tự file bên dưới. Custom Level. Này, OK. Lập tức nó mất hai cái level của hai bộ môn còn lại. Bây giờ tôi đo cái chiều cao.
sau đó tôi thoát ra bên ngoài, dời cái tên của nó gần lại và nắm cái đuôi nó kéo ngắn lại như thế này. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục lấy cái mặt bằng trần. Tôi mở cái mục ceiling plan ra. Từ cái level 1 của ceiling plan, tôi duplicate view lên, duplicate with detailing. Sau đó tôi mới rename nó lại, tôi đặt tên nó là mặt bằng trần. Tầng trệt. Rồi. Từ mặt bằng trần này, tôi cũng muốn đưa nó vào thư mục hồ sơ. Cũng tương tự, mặt bằng trần nó là một cái carry khác. Cho nên tôi edit type, tôi duplicate, đặt tên nó là hồ sơ. Sau đó, ok. Chúng ta có thư mục mặt bằng trần hồ sơ riêng như thế này. Tôi trở lại sheet. Tôi nắm kéo cái mặt bằng trần vào trong đây. Tôi gắn vào đây như thế này. Sau đó tôi cũng chui vào nó. Tôi crop nó lại. Show crop region. Cắt cái mặt bằng lại. Rồi, tôi cũng hai crop region này đi. Trong mặt bằng trần này tôi không muốn thấy cái ký hiệu của mặt cắt như thế này. Cho nên tôi mới vào VG. Trong panel annotate carry, tôi click một dòng bất kỳ. Tôi đánh vào chữ up. Các bạn sẽ thấy cái mục là section. Các bạn bỏ check cái section này đi. Các bạn ok, lập tức biến mất cái ký hiệu section. Bây giờ tôi sẽ kéo cái rig nó ngắn lại để cho nó vừa cái giấy. Sau đó tôi cũng đo kích thước. Các bạn lưu ý cái khoảng hít này nha, nó giúp cho mình hồ sơ của mình chuẩn các cái khoảng cách giữa các điểm. Sau khi xong tôi thoát ra bên ngoài. Bây giờ nó lên một tí, tôi mới lôi chữ mặt bằng trần vào đây. Thì các bạn thấy xuất hiện cái tình trạng thế này, là cái từ mặt bằng trần tầng chợt nó dài quá cho nên nó bị nhảy chứ chợt xuống như đây như thế này. Vậy thì chúng ta xử lý nó như thế nào? Tôi kéo thanh trượt xuống chỗ mục family, tôi mở dấu cộng ra. Trong annotation symbol, tôi sẽ tìm đúng cái family nó để tôi sửa lại. Bây giờ chúng ta muốn biết family nó là cái gì thì các bạn click vào cái tab. Trong property nó là viewport. Các bạn edit type. Các bạn sẽ thấy cái title của nó là một cái family khác, nó là mViewTitle. Rồi, tôi tắt nó đi. Bây giờ tôi sẽ tìm cái family mViewTitle. Do nó là 2D cho nên nó nằm ở trong annotation symbol. Tôi kéo thanh trượt xuống bên dưới. Đấy. Đây, cái family mViewTitle như thế này. Tôi mới enter chuột phải và tôi chọn là edit. Tôi click vào sheet name. Các bạn thấy cái khung mà chữ nó cho mình thì chỉ có bên lớn này thôi. Cho nên khi chúng ta viết dài hơn thì nó nhảy xuống dần. Tôi mới nắm vào cái nút tròn và tôi kéo nó dài ra. À. Sau đó tôi chọn công cụ là load into project and load cái file này luôn. Thì do cái file này nó có sẵn nó trong cái thư viện của phần mềm rồi, nó mới hỏi mình có save nó không. Thì tôi không muốn ảnh hưởng tới cái thư viện cho nên tôi chọn là no. Khi các bạn load một cái family vào trong cái project mình đang mở, nếu như family đó có sẵn rồi, do chúng ta edit sửa nó từ ở đây cho nên nó có sẵn rồi, thì phần mềm nó tự động nó hỏi mình là có override, là viết đè lên nó hay không. Ở đây có hai option. Override dòng trên á,
là chỉ biết đè lên thôi. Còn override dòng dưới á, là viết đè lên và thay đổi những cái giá trị của những cái thông số mà mình điều khiển. Cái này là cái 2D cho nên tôi không cần thay đổi cái giá trị thông số. Tôi chọn là override existing version là dòng trên. Các bạn thấy lập tức chữ của mình hết bị xuống nhảy xuống dòng đây. Rồi, tôi lít vào mặt bạn để tôi nắm kéo cái đuôi nó lại. Tôi giờ nó ra đây cho đẹp. Tiếp tục tôi gắn cái mặt cắt vào. Tôi kéo thanh trượt lên, lên thư mục Session Building. Cái Session Building này á, thì nó không phải là cái view nguyên thủy, bởi vì chúng ta vẽ cái ký hiệu mặt cắt ra nó mới xuất hiện. Cho nên chúng ta chỉ cần lôi trực tiếp vào trong cái sheet thôi, không cần phải duplicate nó lên. Tôi mới sửa tên nó thành là mặt cắt 1 1. Và tôi nắm kéo vào đây. Tương tự mặt đứng, các bạn cũng dọn dẹp cái mặt cắt lại. Tôi chui vào view mặt cắt. Ở đây cái mặt cắt nó có sẵn cái session, cái crop region rồi. Cho nên chúng ta chỉ kéo nó lại cái khu vực mà chúng ta muốn cắt thôi. Đó. Rồi các bạn mới hai crop region đi. Tương tự, nó cũng có nhiều level nó chồng lên nhau. Các bạn cũng vào VG, chọn Graphic Link, các bạn chọn Custom Level. File dưới cũng vậy, Custom Level. Để chỉ còn cái level của kiến trúc đây thôi. Bây giờ tôi sẽ tô cái chân của nó, cái đế của nó. Tôi cũng vào tab Annotate. Tôi chọn công cụ là Region, Fill Region. Vẫn để là Solid Black. Và chọn Rectangle. Tô cái chân nó lại. Sau đó tôi Finish. Và tôi cũng đi đo kích thước của nó. Nó chui ra ngoài. Tôi dời cái chữ nó lại chỗ ngay khu vực của nó. Tiếp tục tôi sẽ đem cái chi tiết cửa vào. Trong thư mục Legend có cái chi tiết cửa ở đây. Tôi mới nắm kéo nó vào trong project của mình như thế này. Tôi vào trong cái view của nó, tôi dời nó gần lại. Các bạn cũng nắm kéo ngắn lại. Tương tự, tôi cũng lôi cái bảng thống kê vào đây. Vậy thì mình đã làm xong cái bước 39. Đây là cái cách cơ bản để dàn cái hồ sơ thôi. Còn mỗi một cái đơn vị thì sẽ có một cái tiêu chuẩn hồ sơ riêng. Và thời gian đầu các bạn sẽ thấy Revit ra hồ sơ rất là xấu. Đây cũng là lý do mà thời kỳ đầu Revit qua Việt Nam và rất là nhiều công ty, rất là nhiều người cùng nguồn đi học Revit, nhưng cuối cùng họ không chấp nhận cái sản phẩm cuối cùng là một cái bản vẽ như thế này. Đó, ra hồ sơ rất là xấu, cơ bản này thôi. Thì để cái phần mềm nó ra được cái hồ sơ đẹp hơn thì chúng ta cần phải học các cái cách để điều khiển hiển thị. Đó, những cái này chúng ta sẽ được học theo trong những cái chương sau này. Việc còn lại là chúng ta sẽ đi in cái bản vẽ. Thì để in cái bản vẽ đó thì ở những cái tiệm in họ không có cài sẵn cái phần mềm Revit để họ in trực tiếp cho chúng ta, dù rằng phần mềm Revit có thể in trực tiếp, nói vào cái in trực tiếp luôn. Nhưng do tiệm in không có cho nên chúng ta sẽ xuất thành một cái file ảnh
hoặc một cái file PDF và ra tiệm in nó dễ in hơn. Để xuất thành cái file PDF hoặc file ảnh thì các bạn click vào file export. Đây. Trong đây nếu các bạn xuất thành file ảnh đó, thì các bạn chọn là image. Đây, đó là xuất thành cái file ảnh. Còn xuất thành file PDF á, để xuất thành file PDF á thì các bạn chọn là file và chọn là print. Đây các bạn chọn công cụ là print. Và trong đây các bạn nhớ mình phải có những cái phần mềm xuất PDF thì mình mới print được. Trong một print ra, các bạn chọn là current window để mình in đúng cái cửa sổ mình mở thôi. Nó có những cái option khác để chọn khi chúng ta cần in nhiều file.